Dao Katana tự hào là một thương hiệu dao bếp made in Việt Nam nhưng đạt chất lượng quốc tế xuất khẩu các nước châu Âu, Nhật Bản. Cùng với đó, những chiếc dao sắc và bền bỉ từ Katana đã trở thành nguồn cảm hứng giúp các bà nội trợ tạo ra những bữa ăn nhanh chóng, ngon miệng cho cả gia đình. Nhà máy sản xuất dao bếp công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam Katana được đầu tư với quy mô và dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại. Quy trình sản xuất khép kín và nội địa hóa 100%. Học tập và phát triển theo dây chuyền sản xuất tiên tiến của Nhật Bản. Nhà máy sản xuất dao Katana có công suất thiết kế đáng tự hào và là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất công nghiệp các dòng dao nhiều lớp theo công nghệ Nhật Bản. Sức mạnh thương hiệu của dao Nhật Katana là chất lượng sản phẩm và dịch vụ được phát triển trong suốt nhiều năm qua. Qua 4 năm phát triển, Katana đã có 2 showroom tại 2 trung tâm thương mại ở miền Bắc. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của thương hiệu này là dòng dao bếp Katana. Đây là một trong những sản phẩm dao bếp được rất nhiều đầu bếp lựa chọn sử dụng bởi sự đa năng cũng như chất lượng đem lại. Dao bếp cao cấp Katana có những đặc điểm ưu việt về độ sắc, độ giữ cạnh sắc, độ bền cùng chi phí hợp lý. Dao Katana là sản phẩm được đầu tư tâm huyết từ hình thức bao bì, hộp dao, cho đến chất lượng sản phẩm bởi đội ngũ Katana. Tự hào là dòng dao cao cấp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và là dòng dao sản xuất công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Lõi thép dao bếp Katana được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản. Lõi thép được cắt theo khuôn dao, các công đoạn sản xuất được tự động hóa. Dao Katana trải qua nhiều công đoạn để đến thành phẩm cuối cùng. Trong đó, bước quan trọng nhất là nhiệt luyện lưỡi dao và mài thủ công bằng tay cho các lưỡi dao. Được thiết kế thông minh, tinh tế, dao làm bếp Katana có lưỡi dao dài và mỏng, cực kỳ sắc nét, bản rộng với thiết kế cân đối và tay cầm tiện dụng để mang lại sự thoải mái tối đa. Lưỡi dao được thiết kế sử dụng chất liệu thép không gỉ, hỗn hợp giúp lưỡi dao luôn bền đẹp, không gỉ xét. Nhờ vậy mà sản phẩm đem lại các vết cắt mượt, chính xác cho mọi thứ từ thịt cá đến rau củ quả. Thớt gỗ tích cao cấp Katana, gỗ giá tị, dòng thớt tuy còn khá mới ở thị trường Việt Nam nhưng từ lâu đã rất được ưa chuộng và săn đón tại thị trường châu Âu. Thớt gỗ tích Katana được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Một dòng sản phẩm nhà bếp khác rất được yêu chuộng của Katana chính là thìa dĩa cao cấp. Toàn bộ thìa nĩa Katana được chế tác từ thép không gỉ inox 304. Có độ bền vượt trội so với các sản phẩm khác, độ hoàn thiện cao, thiết kế cạnh nhăn, không có đầu nhọn, không có cạnh sắc, gờ sắc. Chất liệu đã được kiểm định an toàn tuyệt đối với sức khỏe người dùng, không chứa chất gây hại đối với cơ thể. An toàn với sức khỏe người sử dụng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đối với thìa dĩa, dụng cụ ăn cho trẻ em.